Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay chúng ta vẫn học tiếp theo cho tuần trước, đó là chủ đề thứ ba, cuộc sống của anh em. Và bài hôm nay chúng ta học đó là bài vẽ tranh đề tài an toàn giao thông. Thì mời các em của chúng ta cùng mở sách giáo khoa trang 152. Thì tương tự bài bữa trước, chúng ta cũng có ba nội dung. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ cùng quan sát, nhận xét để tìm ra những cái nội dung thuộc đề tài an toàn giao thông. Và thứ hai là chúng ta sẽ nắm được cách vẽ qua các bước minh họa. Và cuối cùng đó là phần chúng ta thực hành bài vẽ. Thì trước khi vào bài học, cô còn các em chúng ta chuẩn bị tập sách giáo khoa, mở ra trang 152, bút viết thước và tập để chúng ta ghi bài đầy đủ. Ở phần quan sát nhận xét, ở đây cô đưa lên một số các loại hình giao thông để cho chúng ta cùng quan sát. Thì chúng ta cũng biết là các loại hình giao thông chúng ta có đó là giao thông đường bộ. Ví dụ chúng ta thấy như là các phương tiện chạy trên đường nè, xe tải nè, ô tô nè, xe đạp nè, người đi bộ trên đường thì người ta gọi là giao thông đường bộ. Còn giao thông tiếp theo nữa chúng ta thấy đó, hình ảnh của tàu lửa thì đây gọi là giao thông đường sắt. Và tiếp theo là hình ảnh của máy bay thì chúng ta thấy đây là giao thông đường hàng không. Và bên đây chúng ta thấy là có những chiếc ghe, chiếc thuyền. Đây chính là giao thông đường thủy. Để chúng ta nắm được các loại hình giao thông, cho nên chúng ta vẫn có thể vẽ về giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không, tùy theo ý thích của mình để chúng ta lựa chọn. Thì ở đây cô đưa lên những cái hình ảnh cho chúng ta thấy là để mà hiện thực chúng ta thấy là ở thành phố của chúng ta lượng dân cư rất là đông, cho nên là những cái giờ tan tầm hoặc là những cái giờ mà buổi sáng đi làm giờ cao điểm á, chúng ta thấy nạn kẹt xe diễn ra rất là nhiều. Và để mà lý do kẹt xe, thứ nhất là chưa có chấp hành đúng theo luật giao thông, và thứ hai nữa là ý thức của người dân chưa có. Và thứ ba nữa là để mà giải quyết những cái nạn này thì chúng ta thấy là phải nhờ đến những cái cô chú công an điều khiển giao thông để cho mọi người có thể là đi đúng làn, và phải theo có ý thức về giao thông thì chúng ta mới tránh được nạn kẹt xe nhiều như vậy. Và đây là những cái hình ảnh cô sưu tầm trên mạng để thấy được hình ảnh của các cô giao thông, cô cảnh sát điều khiển giao thông và giúp đỡ những người già hoặc là trẻ em khi mà băng qua đường. Đây là những hình ảnh đẹp cho nên chúng ta có thể lựa chọn để vẽ vào trong tranh vẽ cũng được. Tiếp theo là các phương tiện giao thông. Thì các phương tiện giao thông chúng ta thấy đó là hình ảnh của những cái chiếc ghe ở miền Tây chở những cái rau củ quả. Đây là chợ nổi ở miền Tây. Và chúng ta cũng có thể lựa chọn hình ảnh này để vẽ. Rồi tiếp theo đó, chúng ta vẫn có thể lựa chọn hình ảnh mà chiếc xe lửa đang đi qua và hình ảnh người sử dụng phương tiện giao thông dừng lại ở hai bên chờ xe lửa đi qua, hoặc là hình ảnh máy bay bay trên tầng mây cũng được. Đó là đường hàng không vận chuyển hàng hóa và người. Và thêm một cái hình ảnh nữa chúng ta thấy đó là sự di chuyển bằng cái phương tiện là một cái chiếc ghe rất là mỏng manh nhưng mà sử dụng nhiều người.
là chở rất là nhiều người như vậy thì nó không có được đảm bảo và an toàn về giao thông cho lắm, nguy cơ mà bị đắm hoặc là bị rơi xuống sông, nói chung là nguy hiểm, gọi là rất là dễ dàng. Tiếp theo, nãy giờ cô đã cho các em xem một số những cái hình ảnh để giúp chúng ta có thể lựa chọn được những cái nội dung thuộc đề tài an toàn giao thông. Nói chung là hình ảnh về an toàn giao thông rất là nhiều, nhưng mà để mà có thể lựa chọn những cái hình ảnh đẹp để đưa vào trong tranh là chúng ta phải có sự lựa chọn, chứ không phải là thấy gì vẽ đó. Các bước vẽ tương tự những cái bước vẽ mà chúng ta đã từng học về cách vẽ tranh thì vẫn là đầu tiên sau khi tìm những nội dung, chúng ta sẽ lựa chọn một trong những cái nội dung mà chúng ta yêu thích nhất về đề tài an toàn giao thông. Ví dụ như là có thể chọn đường bộ, về cảnh đường phố, hoặc là có hình ảnh của cô chú công an điều khiển phương tiện giao thông, hoặc là hình ảnh các cô chú công an giúp đỡ các cụ già hoặc là các bạn nhỏ khi mà băng qua đường. Hoặc là chúng ta lựa chọn phương tiện đường sắt, thể hiện việc dừng lại của người đi bộ hay là người sử dụng phương tiện giao thông khi mà tàu hỏa đi ngang, hoặc là chúng ta lựa chọn hàng không hoặc là đường biển, đường sông, tùy theo ý thích. Nếu chúng ta muốn vẽ thuyền ghe, vẽ về ghe miền quê thì chúng ta có thể lựa chọn những cái chợ nổi. Còn nếu chúng ta thích vẽ về biển thì chúng ta có thể lựa chọn vẽ tàu thuyền. Sau khi lựa chọn được nội dung thì chúng ta sẽ tìm hiểu về bố cục, xem coi mình sẽ chọn bố cục hình ảnh nào là chính để làm cho nổi bật. Rồi tiếp theo sẽ là phần lựa chọn hình ảnh đưa vào phần bố cục và thể hiện màu sắc sao cho bức tranh của mình nổi bật, hài hòa về màu sắc. Và đây là hình ảnh cô vẽ phát về bố cục ở một ngã tư có phương tiện giao thông, có hình ảnh của người đi đường. Và đây là bố cục sau khi mà vẽ hình và sử dụng màu sắc để tô cho nó nổi bật. Đó là các bước để cho chúng ta thể hiện màu sắc vui tươi, nhẹ nhàng, hài hòa với nhau. Và đây thì qua những cái bài vẽ tranh đề tài á, cô cũng thấy là các em chưa có gọi là có rất là nhiều bạn chưa có hình dung về cách vẽ dáng người. Ở đây cô có một vài cái hình ảnh gợi ý cách vẽ người để cho chúng ta tham khảo, để chúng ta cải thiện cái phần vẽ người. Thì bạn nào chúng ta chưa vẽ được người thì chúng ta có thể tham khảo theo các bước người ta hướng dẫn về cách vẽ người nam, người nữ. Đó. Cách vẽ ba, cách vẽ con, cách vẽ người lớn. Vẽ sao cho nó cân đối, nên là ở lứa tuổi của mình thì vẽ sao cho nó hồn nhiên, dễ thương, dí dỏm. Cũng cho các bạn tham khảo về các cái phương tiện giao thông được, để chúng ta có bạn nào không biết vẽ những phương tiện chúng ta lựa chọn nội dung gì thì chúng ta có thể lựa chọn phương tiện dễ vẽ để chúng ta vẽ. Đây chúng ta tham khảo thêm một số những cái tranh mà cô sưu tầm được để cho các bạn có thêm ý tưởng khi mà vẽ tranh về đề tài an toàn giao thông. Chúng ta có thể lựa chọn nội dung là đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông cũng được. Đó cũng là một cách chấp an toàn khi mà chúng ta lưu thông trên đường phố.
Và đây cũng là một số tranh của các bạn học sinh vẽ về đề tài an toàn giao thông. Chúng ta có thể tham khảo để chúng ta có ý tưởng khi mà vẽ tranh. Thì tranh của sưu tầm thì có rất là nhiều những cái phương tiện đường sắt, đường bộ, đường hàng không và có cả đường thủy nữa, đường thủy nói chung. Đó, chúng ta tham khảo để chúng ta nắm được cái cách chúng ta thể hiện màu sắc như thế nào. Phương tiện đường thủy trên sông. Đó, chúng ta có thể sử dụng những gam màu nhẹ nhàng, vui tươi, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đó, hoặc là vẽ những cái chú hải quân ở ngoài đảo cũng được. Cũng là về phương tiện đường thủy nè, hoặc là đi phà nè. Chúng ta thấy là nếu mà qua phà thì cũng có những cái áo bảo hộ để mà khoác lên để đảm bảo an toàn giao thông. Hoặc là vẽ chợ nổi ở miền Tây. Ở phần thực hành thì cô yêu cầu các bạn chúng ta sẽ chọn nội dung và vẽ về đề tài an toàn giao thông theo ý thích của mình. Ở phần hướng dẫn về nhà, các bạn cố gắng hoàn thành bài ghi cho đầy đủ và xem trước bài đề tài phong tranh phong cảnh. Vì tranh phong cảnh là dành cho những bạn mà chúng ta không có khả năng vẽ người được nhiều, thì chúng ta có thể lựa chọn tranh phong cảnh để vẽ. Và dụng cụ chuẩn bị cho tiết sau vẫn là tập ghi bài, sách giáo khoa, giấy A4, bút chì, gom, vân vân. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em nhiều sức khỏe. Thân ái chào các em. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.